Xin chào các bạn đã đến với video của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về một loài họ cá nhưng tên gọi là rồng biển thân lá. Loài rồng biển này khá giỏi ngụy trang, giống như con bạch tuộc Caribbean mà video trước mình đã giới thiệu cho các bạn. Loài rồng biển này không phải là một tay bơi giỏi. Loài rồng biển này trôi theo lòng dòng hải lưu. Loài biển rồng này có tên gọi khác là hải long lá. Và các bạn có thể thấy đây là rất nhiều trứng của con rồng biển thân lá. Loài rồng biển này mỗi lứa nó đẻ thì phải khoảng 250 trứng. Còn nếu như mà những quả trứng này được đẻ ra thì những con sẽ giống y hệt những bản sao thu nhỏ của bố mẹ. Chính là những bản sao thu nhỏ đúng không con? Đúng không? Đúng vậy.